Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến và các cháu luôn nha. Lần đầu tiên em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Em xin mời. Nãy giờ thèm cà phê lắm á. Đã quá. Thật là đã luôn. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Ngày thứ tư, tháng 7 ngày 27 Tây năm 2022 đó các bạn. Các bạn biết không, ngày hôm qua là ngày xổ số. Với cái mà cái jackpot, tức là cái giải trúng á, là khoảng đâu 830 triệu. Nhưng mà các bạn biết gì không? Chưa có ai trúng hết. Em khỏi dò luôn, tại không ai trúng hết khỏi dò, không biết mình trúng được mấy đồng vậy đó chưa. Chưa dò khỏi dò luôn. Khi nào mình trúng độc đắc thì mình dò. Khi nào mình, ví dụ như bây giờ chỗ nào mà trúng độc đắc đó các bạn, thì trên cái website đó, trên cái trang mạng của xổ số đó họ sẽ báo, ồ cái khu này trúng, cái thành phố này trúng, cái tiệm này trúng chẳng hạn, thì lúc đó mình mới dò coi mình có trúng hay không. Thì hiện tại bây giờ chúc mừng cho cả nước Mỹ nha. Ai muốn làm tỷ phú, tỷ phú nha, thì hãy mua, tốn có 2 đồng thôi, mua vé số là gọi là mega nha các bạn. Bây giờ là lên 1 tỷ 20 triệu. Wow, 1 tỷ rồi đó các bạn, tỷ 2 rồi đó các bạn. 1 tỷ 20 triệu giống như 1 tỷ 200 triệu nha. 1 tỷ 20 triệu, wow, 1 tỷ 2 triệu rồi đó các bạn, 1 tỷ 20 triệu. Cái giải thưởng này là cái giải thưởng thứ 3 lớn nhất trong lịch sử. Nếu như em nhớ không lầm, cái lần đầu tiên cái giải mà lớn nhất đó là 1 tỷ 6, 2 tỷ rưỡi ta, nói chung vòng vòng đó đó. Ôi vậy cái này cái thứ nhì chứ, cái lớn thứ ba đó là hình như có 800-900 triệu vậy thôi, nhưng mà có người trúng. Cái mà lên 1 tỷ mấy đó là chỉ có một lần, đó là 1 tỷ 1 tỷ rưỡi 1 tỷ 6, thì chia ra hình như 3 người trúng, trong đó không có em. Như có em á, là em làm từ thiện này, em xây lớp Việt ngữ phiên dung mà không cần phải riêng quyên góp gì hết cho mệt. Chắc cái này là cái giải giải thứ nhì, nếu như em nhớ không lầm, giải thứ nhì hoặc giải thứ ba gì đó các bạn. Nói chung là trong 3 giải đó là lớn nhất từ xưa đến giờ trong xổ số. Thì ai ở Cali hoặc là khắp nước Mỹ ngoại trừ Utah mà muốn đi bên tiểu bang Utah đó, mà muốn đi mua vé số mất tới 2-3 tiếng đồng hồ lái xe là các bạn. Thì chạy cái tiểu bang nó không có bán vé số, cho nên mình phải chạy qua cái bên tiểu bang kế bên lân cận. Ai mở gần cái border đó, thì mới chạy qua bên kia lân cận mua. Thì bỏ 2 đô thôi nha, sẽ mua, sẽ được thành tỷ phú, tỷ phú ở Mỹ đó các bạn. Trời đất ơi, em chưa đi mua nữa, tí nữa có cơ hội em đổ xăng thì em sẽ đi đi mua. Tí xăng còn mà đổ chắc phải mua đó các bạn. Khi nào có dịp là sẽ mua liền. 2 đô thôi nha các bạn, sẽ được là 1 tỷ phú nha các bạn. Nhưng mà nó thật sự rất là mơ hồ luôn. Không có dễ gì mà trúng được đâu. Nói trời, ước mơ của Nhung đó, mơ ước của Nhung đó là cái đám cưới Wendy. Rồi trường Việt ngữ. Rồi ủa gì nữa ta quên rồi. Nói chung là nuôi những các em mồ côi đó các bạn. Đó, cái trí nhớ em bây giờ nó giảm dữ lắm. Thì sẵn nói tới ước mơ của Nhung thì con của chị Phi Nhung đã qua đến Mỹ rồi. Chắc đi được có một người thôi chứ không phải 2 người quá, em không biết. Em chỉ thấy có một người thôi, hình của một người thôi, không biết có được 2 người đi hay không. Tại trong cái show của Thúy Nga đó là có 2 người. Thiên Ngân hả? Thiên Ngân với ai đó? Phạm Thiên Ngân với lại Tuyết Nhung. Hình như là Tuyết Nhung với lại Thiên Ngân là phải diễn trong cái show của sắp tới đây nè, cuối tuần này nè các bạn. Thì hình như chỉ có một người qua thôi. Thì cái tấm hình này này đây là đứa con của chị Phi Nhung đã đến. Em chia sẻ sơ sẵn đó, em chia sẻ thôi, đã đến thăm mẹ của mình ngay tỉnh xá Giác An.
vừa qua Mỹ rồi đi thăm liền đó các bạn. Còn khi mà tên gì nữa rồi quên nữa rồi, Tuyết Nhung này qua đến, ủa gì Thiên Ngân có qua được hay không, cái đó em không có hỏi, em không có biết. Thì thì khi mà qua đến đây thì tuần sau sẽ có người đi về, em chỉ nói vậy thôi. Này coi coi có cái gì muốn chia sẻ sơ sơ không, không có gì hết. Ok, thì đó là cùng một cái tin vui là Tuyết Nhung đã qua đến đây hôm kia rồi các bạn. Em thấy bữa cậu Huy có dẫn có chia tay đi lên. Ok, thì em chia sẻ sơ sơ vậy thôi. Và hôm nay thì để coi em ngoài, trước khi em chia sẻ về những cái vấn đề trong tỉnh thất bồng lai, còn cái thông điệp gì, thông tin gì mà em muốn báo cáo cho các bạn, chia sẻ cho các bạn nữa không? Không có cái gì vui ha. Có nhiều tin bên Mỹ cũng hấp dẫn lắm, nhưng mà về đa số là về chết chóc hay là cái này nọ không các bạn, chẳng hạn như cái trường bắn nhau hay những sự việc đó không à, cho nên cũng không có cái gì mà ngại hết à. Thì như vậy nha các bạn, nhớ nha, mua 2 đồng thôi sẽ được trúng một tỷ đô, giống như tỷ Việt Nam nha các bạn. Để coi coi 1 tỷ đô, 1 tỷ đô thì mình khi mà mình trúng mình sẽ lấy về được 602 triệu, 602 triệu trừ thêm 40% thuế nữa thì chắc cũng còn đâu 400 mấy 500 triệu đó các bạn, 400 chắc cũng còn cỡ 400 triệu đó. Trời ơi, 1 tỷ còn 400 triệu. Ơi, nhưng mà được 1 triệu đô là làm được rất là nhiều chuyện ha, không được 1 triệu đô làm rất là nhiều chuyện. Em sẽ đi mua tiếp tục 2 đô thôi nha, chứ không có mua nhiều đâu. Em nhớ lúc mà cái thời gian mà kìa rồi mà nó lên 1 tỷ mấy đó các bạn, ba em lúc đó cái thời điểm đó là ba em còn sống thì hai cha con có hùng tiền nhau mua mỗi người là 20 đô, có hùng tiền nhau mua đó. Thì ba em á, nói chung là những người già, bất cứ người già nào cũng vậy, khoái chơi xổ số lắm, họ muốn mua giấy số lắm các bạn. Nói chung thì nhắc tới cũng buồn, ai còn cha còn mẹ, hãy thương cha mẹ mình cho thật nhiều nha. Nhắc tới là buồn, nhắc tới là khóc, nhắc tới thì các bạn cũng hiểu rồi. Ai đã từng mất cha, ai đã từng mất mẹ thì mới hiểu được cái cảm giác của em như thế nào. Cho dù mẹ em đã mất cũng đâu năm 2001, 21 năm rồi, sắp sửa đám giỗ mẹ rồi đây nè, tức là đám giỗ của mẹ em xong rồi tới là giáp năm của chị Nhung đó. Thì cách nhau có mấy bữa, của mẹ em với chị Nhung cách nhau khoảng 10 ngày thôi, của mẹ em là 18 tháng 9, còn của chị Nhung là 28 tháng 9, thì coi như đại khái còn 2 tháng nữa thôi các bạn, tháng mấy nữa thôi. Ai còn cha còn mẹ, hãy yêu thương nha. Bây giờ mình trở qua cái chuyện của tỉnh thất bồng lai, thì có nhiều cái bí ẩn ở trong đây lắm, thì luật sư cũng đang nghi ngờ những cái này là có một cái kế hoạch mà liên minh, liên hoàn, liên kết với nhau đó các bạn. Thì trước tiên hết nói về cái những vấn đề đó thì có một cái bài báo nói không có đúng sự thật về cái dự kiện này. Thì mấy bài này nói chung là bài, những cái bài cũng là phải bài bài lớn chứ không phải bài nhỏ. Thì có một bài từ bây giờ có 2-3 bài để đăng đi cái vụ này luôn các bạn. Nhắn tin lê lẹ. Thì có 2-3 bài nói về những cái vụ này luôn, nhưng mà cái nội dung, cái tựa đề có nhiều cái là gần sát với nhau thôi. Để em coi bên Google có lấy có 2 bài mà lấy cái đề điểm chính này đi ha. Thì em xin đọc sơ cái bài của báo Thanh Niên nha các bạn. Vụ tỉnh thất Bồng Lai tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác hành vi loạn luân và lừa đảo, tức là nó tạm đình chỉ đó nha các bạn. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An ra lệnh truy nã bị can Lê Thu Vân và tạm đình chỉ việc giải quyết
tố giác hai nội dung về hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Thất Bồng Lai. Truy nã bị can Lê Thu Vân từng ngụ tỉnh Thất Bồng Lai. Chiều 26 tháng 7, nguồn tin. Chiều 26 tháng 7, nguồn tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cho biết cơ quan này tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác của nhiều tổ chức cá nhân về hai hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại căn nhà hào bao Cao Thị Cúc, nơi được ông bị án Lê Tùng Vân đặt tên là tỉnh Thất Bồng Lai, sau đó là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Thì trong cái bài báo này họ nói là tạm đình chỉ, đúng không? Nhưng mà tí nữa các bạn sẽ nghe bên phía của luật sư nói sao về cái phần này nha. Bây giờ mình sang qua cái bài báo của Zing News nha các bạn. Thì một bên thì nó là tạm đình chỉ nha. Bây giờ một bên sẽ nói là gì? Bây giờ sao tờ báo của Zing. Của Zing nha. Sắp phục hồi điều tra tin tố giác loạn luân liên quan tỉnh Thất Bồng Lai. Hà Nội dung tố giác liên quan tỉnh Thất Bồng Lai sắp được cơ quan tố tụng tỉnh Long An phục hồi điều tra là loạn luân và lừa đảo. Chiều 26 tháng 7, lãnh đạo công an tỉnh Long An cho biết đơn vị chuẩn bị phục hồi điều tra. Một bên thì nói là tạm đình chỉ, một bên là phục hồi. Điều tra hai nội dung tố giác tội phạm từng bị đình chỉ liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân. Trước đây chúng tôi tiếp nhận 3 nội dung tố giác, nhưng điều tra để truy tố, xét xử trước vụ lợi dụng các quyền tự do, dân chủ phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích pháp của các tổ chức cá nhân. Hai nội dung còn lại đã tạm đình chỉ điều tra khá lâu, nay chuẩn bị phục hồi điều tra, lãnh đạo công an nói với Zing. Ông Lê Tùng Vân, ok, lãnh đạo công an nói với Zing. Ok, bây giờ thì một bên á thì nói là tạm đình chỉ không điều tra và truy nã bà Lê Thu Vân, đúng không? Còn một bên thì nói là chuẩn bị khởi tố, tức là chuẩn bị điều tra lại, chuẩn bị phục hồi điều tra. Ok, thì hai cái tờ báo này nói có đúng hay không nha. Thì bây giờ mình nghe bên phía của luật sư nói về hai cái tờ báo này nha các bạn. Các vị luật sư này thật là tài giỏi nha. Các bạn nghe hai vị luật sư nói về gì về cái chuyện này. Ok. Và tất nhiên hơn ai hết, ngay cả hơn cả luật sư luôn, thì họ rất là gần về cái pháp luật. Mà đặc biệt á là bộ luật tố tụng hình sự. Do đó thì chúng tôi không bao giờ nghi ngờ rằng là cơ quan công an lại có những cái nguồn thông tin đó để đưa cho phóng viên khai báo. Mà đặc biệt đây á, chúng tôi thấy là tới 3 luồng thông tin. Ví dụ như báo Thanh Niên á, thì họ lại nói rằng là cơ quan tỉnh Long An á, thì là họ tạm đình chỉ tiếp nhận tin tố giác tội phạm. À, chính xác cái nội dung là như vậy. Và để nói rằng là tạm đình chỉ luôn cái việc là những người khác, những người công dân á, họ có cái đơn tố cáo về hành vi loạn luân và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người trong Thiền Am bên bờ vũ trụ. Một báo khác á, hình như là báo Dân Việt thì phải. Tờ báo này á thì lại nói là chưa có căn cứ và coi như là vì họ điều tra đó, tức là họ xác minh tin báo lâu quá nên bây giờ thì họ lại tạm đình chỉ. Có nghĩa là cái kia là tạm đình chỉ tiếp nhận tin tố giác. Còn này là coi như là đã có thu thập chứng cứ, có xác minh điều tra rồi, nhưng bây giờ chưa căn cứ hay là còn phải chờ gì đó nên họ tạm đình chỉ. Và đặc biệt các báo Zin á thì lại có cái tiêu đề là sắp phục hồi điều tra. Phục hồi tức là tất nhiên là trước đây thì người ta đã điều tra và người ta tạm đình chỉ rồi, thì bây giờ người ta mới điều tra. Thì qua 3 cái nguồn tin đó thì chúng tôi thấy rõ ràng là nó có sự mâu thuẫn nhau về cái thông tin. Thì chắc chắn sẽ có 1, 2 hoặc kể cả 3 tờ báo sẽ bị hiểu lầm ý của cơ quan công an tỉnh Long An. Mà cái thứ hai á, như chúng tôi muốn nói đó, thì đặc biệt chúng tôi xác định rằng báo Thanh Niên là đưa tin không chính xác. Bởi vì trong cái bộ luật tố tụng hình sự chúng tôi cũng kiểm tra rất là kỹ
thuộc thì không dám thuộc, nhưng mà chắc chắn rằng khi chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi phải xem cái phần là tin báo tội phạm rồi hiệu xử lý rồi kết quả xử lý rồi những quy định về những cái nói chung là liên quan đến cái việc tiếp nhận tin báo rồi bước hai gọi là khởi tố cái vụ án. Thì chúng tôi chưa thấy bất cứ một cái văn bản nào nó quy định về cái việc là tạm đình chỉ tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Thì bởi vì đơn giản thôi, tin báo tố giác tội phạm thì ai cũng có quyền gửi tin tố giác, rồi bất cứ thời gian nào cũng tố giác được. Còn khi tố giác rồi hết thời hạn thì chắc chắn là cái cơ quan người ta tiếp nhận đó, người ta phải trả lời cho họ. Đó thì là có rất là quy định như vậy. Nhưng mà cái bằng tạm đình chỉ tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm chúng tôi xác định là không có. Vì như vậy là hóa ra là cơ quan công an người ta đã cản trở cái quyền tố giác tội phạm của công dân hay sao? Mà như tôi đã nói đó, bây giờ hôm nay tôi có tội, ngày mai tôi đi thưa cũng được, ngày mốt tôi thưa cũng được, không sao đó. Không có chuyện mà cơ quan công an ngưng tiếp nhận cái tin báo tố giác tội phạm như vậy. Dân Việt đó, thì họ nói là chưa có căn cứ thì có thể là tạm đình chỉ, vì nhận tin báo đó lâu rồi và bây giờ tạm đình chỉ thì có nghĩa là có thể là chưa có căn cứ, và theo họ ghi là chưa căn cứ rồi phải chờ kết quả gì đó vân vân. Thì cái này nó cũng mâu thuẫn với lại báo Thanh Niên, nhưng mà nó lại liên quan tới một số cái văn bản khác mà nếu mà đúng á thì cơ quan công an phải bổ sung những cái văn bản đó thì nó hợp lý hơn. Nói nhưng mà cái báo Zin á, cái báo Zin mà chúng tôi đọc được á thì lại có cái tiêu đề nó khác hẳn hoàn toàn với lại hai cái bài báo kia. Đó là người ta nói là cơ quan công an tỉnh Long An phục hồi điều tra hai vụ án loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu mà phục hồi thì đã có cái việc điều tra rồi xác minh thu thập hay điều tra hay là làm những động tác gì đó thì người ta lại phải có cái tạm đình chỉ. Tất nhiên là có điều tra, có xác minh tin báo tội phạm rồi có làm việc, rồi bây giờ họ tạm đình chỉ thì bây giờ họ mới phục hồi. Còn nếu trước đây họ chưa có thì chắc chắn là không có việc phục hồi như vậy. Nhưng mà theo chúng tôi biết thì hình như là từ trước tới nay chúng tôi cũng có hỏi những người trong Trường Am, kể cả các bị cáo hiện nay cũng như những người còn lại á, đó là những người thành viên á, thì họ không khẽ nói vấn đề đó. Là trừ có một lần là cơ quan công an an ninh điều tra công an tỉnh Long An á có gửi một giấy mời liên quan đến vấn đề đó, rồi họ mời thì không ai lên, thì khẽ là họ im luôn luôn. Hả? Thì chúng tôi cũng hơi ngạc nhiên về cái ba cái bài báo, nhưng mà lại nó liên quan đến những cái vấn đề mà mọi người cũng đang lăn tăn á trước đây á, nhưng mà đặc biệt thì lại ba nội dung nó khác nhau. Thì chắc chắn là nếu mà ba nội dung khác nhau thì sẽ có hai cái sai, tôi không dám nói ba cái nhưng mà hai cái sai. Đó thì đề nghị là tòa soạn nên kiểm tra lại nguồn tin phóng viên mình rồi liên lạc với cơ quan công an tỉnh Long An để mà mình đăng cho nó chính xác hơn. Nhưng mà có điều á thì theo tôi nghĩ á thì chắc chắn cơ quan công an tỉnh Long An á thì người ta rất là nắm vững cái quy định pháp luật và bộ luật tố tụng hình sự á, thì hầu như là các cơ quan công an họ phải rõ công an an ninh rồi luật sư viện kiểm sát tòa án v.v. tức là những cái cơ quan mà có liên quan đến công việc tố tụng thì chắc chắn phải thuộc cái bộ luật tố tụng hình sự đó. Có thể là họ không phải lào lào như chúng tôi cũng là thuộc lào lào, tức là nên cái chú tiểu gì đọc năm trăm kinh kinh 600 kinh gì đó thì có thể là không thể thuộc như vậy, nhưng chắc chắn là những điều cơ bản họ phải hiểu. Và như vậy thì họ không bao giờ sai lầm mà để họ mắc sai lầm như vậy đó. Ví dụ như là trong đó thì có cái thủ tục khi tiếp nhận tin báo rồi các bước tiếp theo là cái gì, rồi sau đó chắn là cái việc tố giác tội phạm là không giống như là cái quy hoạch đất đai mà nó treo mà hay. Thì đề nghị báo cũng kiểm tra lại. Còn theo những cái thông tin báo nói đó thì chúng tôi thấy rằng hoàn toàn là cái ngày mà như chúng tôi biết là có một ngay trong cái hồ sơ vụ án này thì cũng có một số người ta có đơn tố giác. Phần sau chúng tôi sẽ nói về tố giác đó. Họ cũng đến những cái hành vi là lừa đảo loạn luân như vậy. Và đơn của họ thì gửi vào tháng 11, 12 gì đó, năm 2021. Đến nay, có như là cũng khoảng 7-8 tháng rồi. Thì trong đó một số người thì cơ quan công an chuyển qua làm nhân chứng, nhưng chúng tôi không đồng ý. Anh tố giác thì anh phải chịu trách nhiệm về vấn đề tố giác đó.
Do đó thì bây giờ hết thời hạn rồi thì cơ quan công an người ta phải trả lời trong sạch cho những người bị tố giác, cũng như là đáp ứng đúng cái quyền và nghĩa vụ của người bị tố giác. Tức là... à, thì các bạn nghe cái phần đó rồi đó, là luật sư nói rằng là cái tờ báo đó không có đúng, phải đi nên kiểm soát lại với lại kia liên lạc bên công an để kiểm soát lại coi cái thông tin có chính xác hay không. Cho nên các bạn cũng thấy đó, có nhiều cái tờ báo nói chung là những cái tờ báo là đa số là họ dựa theo cái nội dung này nội dung nọ, họ có liên kết với nhau thì chứ không có cái gì mới mẻ cả. Thì từ xưa đến giờ giống chẳng hạn như những cái gì mà trước khi mà Đài Long An đăng đó các bạn, đều có một cái tờ giấy đăng lên nói rằng vào giờ nào ngày nào đó sẽ phát phát hành cái chương trình đó. Thì từ xưa giờ các bạn cũng đã thấy rồi, ai theo dõi cũng đã biết những cái vụ cái sự việc đó rồi. Cho nên những cái gì mà mình kia làm đó thì họ hầu như là những người YouTuber đều biết trước. Các bạn thấy nó rất rõ rồi phải không? Cái điển hình mà thí dụ mà lớn nhất đó mà các người những người đó biết trước đó là cái vụ mà Thiền Am đưa đi cách ly. Đưa đi cách ly. Thì ngoài cái diện cách ly đó đó là còn cái vụ có ông Thắng ở 50 công đồ nữa các bạn, đã xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Nhưng đến nay thì giống như theo lời của luật sư nói đó là hồ sơ đã bị ông Thắng, hình như ông Trần Quốc Thắng, ông công an đó đã bị làm mất cái hồ sơ đi. Thì bây giờ yêu cầu bên Thiền Am phải nộp hồ sơ khác lại. Mà bây giờ thì bên Thiền Am thì bị tù hết rồi, mấy người mà trong cuộc bị tù hết rồi. Với hơn nữa đã thời gian đã lâu thì còn đâu để mà những chứng cứ mà xác thực được các bạn. Đó, các bạn thấy rồi đó. Những cái chuyện gì nó xảy ra đối với Thiền Am đều có một cái sự mà cấu kết với nhau cả. Chẳng hạn như cái ngày mà ra cái ngày chạy cách ly á, ra cách ly đó đáng lẽ là 15 giờ, tức là hình như là khoảng 3 giờ chiều là phải thả ra, nhưng mà tới cuối cùng phải kéo dài luôn cho tới ban đêm. Thì lúc đó có kéo thầy ông nội vào để mà làm việc nữa các bạn. Để em coi coi cái văn bản đó, cái bài đó nó nằm đâu mất tiêu rồi, em nhớ em có thấy. Ok, nó nhiều quá. Nói chung là cái bữa đó, cái bữa đêm cách ly đó có kéo thầy ông nội vô để mà xét nghiệm nó các nhanh các bạn. Và có một cái có mấy phần mà ép phải ký tên nữa. Em đọc cái bài đó đâu mất tiêu rồi, em quên cái khúc đó nằm đâu rồi. Nói chung là cái chi tiết nó rất là nhiều luôn các bạn. Nói chung cái vụ đó thì ai cũng biết qua hết rồi. Thì họ cho rằng có một người từ bên Campuchia tên là Đinh Thanh Hải đi vào Thiền Am và nghi ngờ nha, cái người đó là bị nhiễm Covid. Thì trong cái ngày cách ly đó đó là ông Thắng cũng đã có mặt ở đó và có chó nghiệp vụ vào. Thì hình như là ông Thắng cho rằng đã đi tới đó để mà tìm Diễm My trong đó. Nhưng có một cái đoạn video Diễm My nói rằng là tôi không có trong đó thì lấy gì mà vào tìm. Các bạn còn nhớ cái đoạn video đó không? Và có một cái đoạn video này mới nữa nè các bạn. Đó là anh luật sư Vũ sau ngày đó cũng đã lên tiếng nói rằng là ông Thắng cũng có nói là Diễm My ở nhà an toàn chứ không có wow, chạy gì ghê vậy, chứ không có ở đó đâu. Để em coi cái đoạn video đó nó nằm ở đâu. Đây, cái đoạn video các bạn nghe nha. Cái này là được anh luật sư Vũ này lên livestream nói rằng là ngay cái ngày mà ông Thắng ở đó đó thì có người hỏi ông Thắng là Diễm My khỏe hay không này nọ, thì ông Thắng trả lời rằng là Diễm My rất khỏe, đang ở nhà rất tốt nha các bạn. Đó là ngay cái ngày mà Thiền Am bị cách ly. Nếu mà ông trả lời với người khác là Diễm My nhà khỏe nhưng mà đi nói với người khác là vô đó tìm Diễm My, dẫn chó nghiệp vụ vô tìm Diễm My, như vậy là sao các bạn? Bây giờ các bạn coi lại nha. Có anh Thắng ở đó, có anh Thắng tại đó và
cả nhà cũng biết á, có một số anh chị em cũng đã hỏi anh Thắng là Diễm My khỏe hay không, Diễm My có bỏ trốn như tin đồn hay không. Thì anh Thắng đến trả lời á, là Diễm My vẫn ở nhà và Diễm My vẫn tốt, sức khỏe và tinh thần của Diễm My tốt. Thì đó là cái câu trả lời của anh Thắng. Bởi vì hôm qua là anh Thắng có mặt ở tỉnh Thất Bồng Lai để theo dõi nha cả nhà. Chào chị Long Nguyễn. Đó, các bạn nghe chưa? Tức là cái ngày cái video này được đăng lên đó là ngày 26 năm 2020. Các bạn coi hồi nãy coi khúc cuối đó, các bạn sẽ thấy. Và cái ngày Thiền Am cách ly là ngày 25 tháng 7 năm 2020. Thì ông Thắng có mặt ở Thiền Am thì ai cũng biết hết rồi. Và trong cái vụ việc đó dẫn chó nhập vụ vào đó là với cái cớ là mượn đi tìm kiếm Diễm My, đúng không? Như vậy tại sao cái ông Trần Quốc Vũ này lại nói rằng là ông Thắng trả lời với những một số người đó là Diễm My ở nhà sau cái vụ mất tích gì đó, Diễm My ở nhà rất khỏe này nọ. À, các bạn thấy chưa? Cho nên và cái đoạn livestream này đã bị mất, đã dẹp đi được trên mạng rồi nha các bạn. Nhưng mà em vẫn còn những cái khúc đó. Thì các bạn cũng thấy đó, giống như cái lời luật sư nói đó, là trong đây nó có một cái kế hoạch gì đó đã liên hoàn liên kết với nhau, có một nhóm rất là đông. Thì khi mà mình sâu chuỗi lại đó là có rất là nhiều YouTuber đã được mua chuột nha các bạn, mua chuột bằng tiền. Có người mua 50 triệu, 100 triệu, chắc ai nói tới 100 triệu rồi, các bạn biết em nói ai rồi. Thì nói chung rất là nhiều, 100 triệu chỉ là cái khởi đầu thôi, và sau đó là những cái vụ khác được nhiều tiền. Nhưng mà những cái số tiền đó đều được bỏ ra chia ra cả. Thì cho nên các bạn cũng thấy đó rằng là cái vấn đề mà ở đây đó là phải nói là có một cái tổ chức, giống như luật sư đã nói. Thì bây giờ mình nghe tiếp cái phần mà luật sư trình bày về cái giám định của cái hồ sơ mà ngày phiên tòa nha các bạn. Rất là hay, hấp dẫn. Bây giờ mình nghe nha. Trước hết là nghe cái phần mà luật sư nói là luật sư bị luật sư Hoàng Anh bị một số người lạ mặt ở vòng nhà, và cũng như có một cái phần đe dọa gì đó. Thì các bạn hãy nghe cái phần đó trước nha. Đây. Rồi, đặc biệt ngày hôm qua đó, thì khu vực nhà của luật sư Hoàng Anh có một số đối tượng lạ mặt đến, nên tôi đang trích xuất camera để chúng tôi kiểm tra. Thì qua đối chiếu những cái nội dung hồ sơ vụ án á, tôi tưởng là nó không có gì liên quan, nhưng vô hình chung tôi thấy là nó có sự liên quan gì á. Nó có những cái mắc xích mà nó dẫn đến cái sự việc, dẫn đến vụ án của Thiền Am, cũng như là nó dẫn đến những sự nguy hiểm đe dọa chúng tôi. Và như là đây là một kế hoạch đã chuẩn bị rất kỹ. Và trong đó đó thì ngoài những cái người trong Thiền Am là nạn nhân, ta là những con mồi để chuẩn bị sự bẫy của họ, thì hình như là các luật sư cũng là một trong những đích mà họ nhắm tới. Bắt đầu chúng tôi khi mà nghe thông tin như vậy á, thì chúng tôi cũng hơi chủ quan. Đôi khi chúng tôi còn cười, chúng tôi nghĩ rằng chắc là cái mình tự kỷ ám thị thôi, thần hồn nát thần tính chứ làm gì mà có chuyện mà trùng hợp như vậy. Nhưng mà đêm qua tôi xem lại toàn bộ những cái nội dung trong cái vụ án này, đặc biệt là trong những lời khai, những lời tố cáo, ngay cả cái nhận định của, ban đầu á, của công an, cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa, luôn cả những giám định viên, thì vô hình chung chúng tôi thấy rằng nó có một cái sự liên kết gì đó, nó mơ hồ thôi. Nhưng mà dần dà thì cái bức tranh này, tôi thấy như nó lộ rõ hơn, càng ngày càng lộ rõ một cái âm mưu tôi nghĩ là cực kỳ khủng khiếp mà lại liên hoàn. Nó liên quan đến rất nhiều cá nhân, tổ chức, và như được hoạch định từ rất lâu, từ rất là lâu trước khi chúng tôi bước vào cái đúng vậy, gọi là cái scam show của cái tổ chức này đó, là bắt đầu từ cái thời của Nguyễn Sinh rồi các bạn. Từ ngay cái lúc mà Nguyễn Sinh đăng lên cái giấy chứng sinh, cái giấy khai sinh của các bé đó, thì sau đó họ bắt đầu chia ra hai nhóm. Một nhóm gọi là Lật Mặt Tỉnh Thất Đồng Nai, rồi một nhóm là phe Binh Vực Tỉnh Thất Bồng Lai. Thì trong đó đó họ lên những danh sách, cái thời điểm đó họ lên những danh sách nào mà Binh Vực Thiền Am, Binh Vực Tỉnh Thất Bồng Lai thì họ có thể dùng tiền họ mua chuột, hoặc là họ đi tới họ hăm dọa, có người bị đánh, rồi có người bị tới chửi bớ, kéo tới nhà trước cửa rồi tùm lum hết các bạn. Giờ trong đó có một người nói là cho ta là đảng viên nữa các bạn.
Thì các bạn theo dõi là các bạn biết em nói cái người mà nói là nhờ tự nhận là đảng viên rồi đi đi hăm dọa đi hù dọa người ta đó là ai, thì các bạn cũng tự hiểu. Thì nó rất là nhiều chuyện xảy ra trong cái thời điểm đó, rồi có người dùng cái hình ảnh của em ghép em thành con bò đó các bạn, các em còn nhớ cái đó, ghép em thành con bò đó, bây giờ mới nhớ nghĩ tới con bò mới thấy mắc cười. Lúc đó đó, cái thời điểm đó đó, bên 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 họ rất là đông các bạn, rất là đông lắm, đông phải nói là không thể tưởng, nhưng mà họ là trong trong tối, mình ở ngoài sáng cho nên mình khó nói lắm. Thì thậm chí có người bình luận vào hăm dọa em nữa, rồi nói chung là đủ thứ hết, không phải riêng gì những người khác đâu, cả cá nhân em cũng bị. Nhưng mà cũng may em ở Mỹ nha các bạn, em ở Việt Nam chắc nó tới nhà nó gõ cửa rầm 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 rồi. Bây giờ mình nghe tiếp nha. Cậu Thảo này, và hình như là sau khi phiên tòa đã xét xử đó, thì đáng ra bình thường thì thời gian này đang chuẩn bị để mà phúc thẩm mà, thì tôi nghĩ bình thường thì những cái lúc bắt mâu thuẫn nó sẽ tạm lắng lại. Không ngờ là sau khi cái phiên xử đó thì hình như là cái cường độ nó ngày càng gia tăng. Và chúng tôi cảm ơn là tòa án nhân dân Khoa đã tổ chức xử công khai và chiếu trực tiếp trên toàn thế giới về phiên tòa vừa qua. Thì để trước khi mà đi đến cái phần của chúng tôi á, đó là những cái thì tôi nói nốt một cái phần cũng liên quan đến vụ án, mà liên quan đó để phần chót tôi nói thì nó đỡ có thời gian có gì hơn. Sự đi trở lại trong lòng hồ sơ vụ án thấy thế này, hình như chúng tôi phát hiện ra là những cái đơn tố cáo á của các người mà được gọi là nạn nhân, hay là chúng ta gọi là người lập đơn đương đơn á, thì nó có cái gì đó nó na ná, nó giống nhau, tức là mang một cái màu sắc, một cái âm hưởng ấy, nó có vẻ gì ấy, nó rất là quen thuộc. Mà có thể là không hiểu là cái bên công an điều tra như thế nào, hay là tòa án nào mà lại đưa những người này, hay là tòa án nào mà lại đưa những người này vào cái hàng nhân chứng. Nhưng cho tôi thì họ tố cáo là đưa vào họ là vào người bị hại thì hay hơn, vì họ có cùng một cái nỗi đau, họ có cùng cái mất mát và có cùng cái sự bức xúc. Mà nếu mà chúng ta đưa họ vào một vị trí khác thì hóa ra chúng ta lại làm giảm đi cái làm mất đi cái quyền cái vụ của họ. Tức là từ mà bị người nạp đơn tố cáo bị hại mà trở thành nhân chứng đó các bạn, cái đó thì hoàn toàn không có đúng. Tại vì mình làm đơn làm sao mình làm nhân chứng được, phải kiếm nhân chứng phải một người nào đó ngoài cái sự làm đơn, và cái người nào đó chứng kiến được những cái cảnh mà người bị hại thì cái đó nó sẽ hay hơn là chính là người bị hại trở thành một người nhân chứng. Là những cái này, cái nội dung làm đơn hình như cũng họ cũng phải vậy, họ copy. Chẳng hạn như bây giờ em nói thêm, bổ sung thêm, chẳng hạn như bây giờ mình trong một chiếc xe này bốn người, hai người đi, hai người trở lên, thì em nói theo cái luật ở Mỹ nha, thí dụ như cái chuyện gì đó xảy ra, chẳng hạn như một chiếc xe này lỡ tông một chiếc xe khác mà cái người trong xe này là không được quyền làm nhân chứng, không được quyền trong xe, không được quyền nhân chứng. Người nhân chứng á là bắt buộc phải người ngoài cuộc, người nào nhìn thấy được thì những cái đó mới là tính là nhân chứng. Còn thí dụ như người nạp đơn mà trở thành người nhân chứng thì hoàn toàn không có đúng. Bây giờ thậm chí ngồi trong xe như vậy, giống như em nói đó, xe em lỡ chạy tông người nào đó mà em sai hay là em đúng gì đó, nhưng mà cái người ngồi bên cạnh trong xe không được quyền làm nhân chứng, không được quyền làm nhân chứng nha các bạn. Ở bên đây là cảnh sát không có cho những cái người đó làm nhân chứng, trừ khi cái người nào đứng ngoài chiếc xe của mình mà nhìn thấy được thì người đó mới được làm nhân chứng, mới người ta mới là cái lời khai của nhân chứng đó mới là chính thật. Còn người trong xe thì họ chỉ lấy cái cung thôi, nhưng mà không được làm nhân chứng. Họ không được làm nhân chứng nha các bạn. Tức là họ sợ là hai người cấu kết với nhau cho nên không thể nào mà người trong cuộc được làm nhân chứng cả, phải là một người đứng ngoài đó. Chẳng hạn như những người mà tố cáo đơn này mà bị hại, anh này bị thiền em này nọ này nọ vậy đó, thì phải có người đứng nào đó thấy được cái chuyện đó thì cái đó là mới tính. Từ cái đơn thứ nhất họ lại copy qua đơn thứ hai. Mà hồi còn đi học á, thì khi nhìn ra cái bài thường tôi đi thi mà thì cái vấn đề ở đây là luật sư đang nói đó, là những cái đơn mà họ tố cáo là nộp lên á thì tương tự với nhau cả, cái nội dung tố cáo đều tương tự với nhau. Chẳng hạn như lúc hôm ngày cái clip ngày hôm qua hay ngày hôm kia, thì em có nói là tại sao mà những cái đơn mà nó tương tự với nhau hết
thì hôm nay luật sư lại nói cái vấn đề này, các bạn nghe tiếp nha. Nhìn bài giao á, thì chúng tôi thường có cái quy tắc với, coi như là mình gầm với nhau nha, mấy đứa học trò mà. Thì ví dụ như cái bạn đó họ làm 10 câu, là 10 cái điểm, thì khi mình chép lại, mình chép 8 hoặc 9 điểm thôi. Hoặc là mình vẫn chép 10 điểm đó, nhưng mà cố gắng sẽ có 1, 2 điểm bị khác biệt. Vấn đề là chúng ta làm như vậy á, thì ví dụ như khi mà giáo viên người ta phát hiện ra hai bạn này họ gọi cặp dê đó, ngày xưa từ hồi tôi học gọi cặp dê đó, thì người ta khó chứ chứ là để người ta cái chữ cặp dê này lâu lắm rồi mới nghe lại nhớ, vì cặp dê tức là copy đó, người ta nhận xét như vậy. Nhưng nếu như chúng ta ghi lại không sai một chỗ nào thì cái bài làm đó, cái bài giải đó, nếu như họ đúng 100% á, thì tất nhiên bài đúng thì ai cũng làm giống nhau, cái đó không có vấn đề gì để nói. Nhưng nếu như trong cái bài đó có một cái sai và hai cái bài có cùng cái sai, thì lại chứng minh rằng hai người này lại có cấu kết với nhau. Đó, rồi chúng tôi hay có cái mẹo ngày xưa lúc còn học trò, thì chúng tôi để mà họ gây cái một cái, thì cái vết thương mà bị tác động lớn cũng khác. Không thể nào mà ví dụ một hung thủ cầm một cái dao chém hàng loạt hoặc là cái súng bắn hàng loạt mà tất cả nạn nhân đều bị một vết thương ngay một nơi đó. Đó. Thì các bạn cũng thấy rồi đó, tại sao mà tất cả đơn đều cái nội dung kiện đều tương tự với nhau hết các bạn. Thì luật sư cũng đã nói là nó có cái sự gì đó. Thì bây giờ tới cái giấy giám định nha các bạn, giấy giám định của cái người giám định nha. Thì luật sư nói là cái giám định tại sao lại giống như cái đơn của ông Trần Ngọc Thảo nộp vào hết, tất cả giấy giám định đều giống như cái đơn đó mà. Tại sao giống như vậy được? Tại khi mà luật sư trong đây có nói đó là khi mà mình ăn lương cũng bất cứ ai, mình phải làm gì cái gì chuyên môn của mình, người ta nộp đơn tố tụng, tố kiện mình, thì cái người giám định phải có trách nhiệm, phải làm, đi giám sát rằng những cái tội đó có phải là thực sự là như vậy hay không. Nhưng tại sao trong cái tờ giấy mà giám định của họ đọc ra đó đều y hệt như cái đơn mà ông Trần Ngọc Thảo, tức là ông Nhật Từ đó các bạn, đã kiện Tiền Am. Thì bây giờ các bạn nghe luật sư phân tích về cái vụ này nha. Đơn tố cáo chúng tôi đó thì để nằm hoàn toàn chính xác từng chi tiết nhỏ trong cái hồ sơ giám định, tức là kết quả giám định, mà kết quả giám định này nhà nước trả lương cho giám định viên là họ thực hiện các nhiệm vụ. Có nghĩa là khi nhận một cái sự vật hiện tượng nào đó, họ là người khách quan, từ những sự vật hiện tượng, những tài liệu đó họ sẽ giám định bằng chuyên môn của họ, bằng tất cả những cái thiết bị hoặc là những kiến thức mà họ trong nghề họ tạo ra một sản phẩm, đó là chết quả giám định, và hoàn lương nhà nước bằng cái tiền đó. Chứ mà nếu mà cái quả giám định mà lấy từ cái một cái nội dung người khác đưa vào, thế thì nhà nước trả lương cho cái giám định viên là để copy một cái nội dung đưa qua hay sao? Mấy cái vấn đề mà chúng tôi nói là tôi chất vấn cái người đó thì họ trả lời rất tự tin, họ cho rằng họ làm đúng. Nhưng mà như tôi nói là có những cái câu họ cắt ghép như vậy đó. Hay là như phim trưởng ngày xưa tôi thấy là có cái một cái phim về cái nhân vật là đồ súng đó, rồi cái vị gì là như tôi nói rồi, họ phải đi làm một cái chức danh như vậy đó. Thì cái môn võ công này muốn học được cái phần cuối cùng, cái trang cuối của cái môn võ công đó, cái vấn đề cái hài của cái chuyện đó là như vậy, tức là do là đọc chính xác hay là trích dẫn chính xác thì người ta vô tình hiểu lầm cả một cái sự kiện. Và cái đó như tôi nói trong cái bộ phim đùa hài thôi thì cũng đã thay đổi số phận của cả một con người. Đúng rồi, cái bộ phim hài Tết đó là đã thay đổi tất cả số phận, trong đó là có thầy ông nội, thầy Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương và cô Cúc, còn ai nữa hết rồi đó. Thì coi như là 6 người đó đã thay đổi số phận trong cái phim hài đó. Và trong cái câu mà nói rằng là công an bắt cóc Diễm My, tất cả đều ngồi tù tổng cộng khoảng 23 năm 5 tháng thì phải, 5-6 tháng gì đó. Cho nên các bạn thấy đó, cái gì mình làm cũng là một cái số mạng, có định sẵn hay cái gì đó thì mình không biết. Nhưng mà có nhiều người, người ta không có thích mình, người ta sẽ moi móc mình từng chi tiết để mà đưa chúng ta vào tù hay là vào một cái tội gì đó. Các bạn mình nghe tiếp nha. Do đó là
nếu như giám định mà người ta giám định từng khúc thì ngay phiên tòa chúng tôi làm rõ với giám định viên á, như vậy là họ không khách quan vô tư rồi. Nhưng hôm nay tôi xin lỗi họ vì cái nhận xét của họ là như vậy là không đúng, vì họ không phải là không khách quan không vô tư, mà bởi vì họ copy toàn bộ những gì mà ông Trần Ngọc Thảo đã ghi trong đơn tố giác đưa vào, thì có đúng có sai có khách quan không là ông Thảo chứ đâu phải là họ. Bởi vì đơn ông Thảo nộp vào là tháng 11 năm 2021, còn kết luận giám định được những người này thực hiện là cũng theo yêu cầu của công an chuyển qua đó thì như là tháng 12 là công an họ chuyển qua, công an chuyển qua cho lại là tháng 12 hay tháng 1 mới có cái kết luận này. Có nghĩa là cái nội dung kết luận này, giám định này hoàn toàn nằm sau thời gian ông Thảo làm cái đơn gửi lên. Thì có nghĩa là do thần giao bách cảm nên những cái gì mà ông Trần Ngọc Thảo ghi trong đơn tố giác, chúng tôi khoan đã ra nội dung. Nội dung tôi sẽ có bài nói chuyện sau, cũng như những cái hành vi chúng tôi cho là tội ác trong cái đơn đó, đó chúng tôi sẽ trình bày một chuyên đề riêng. Mà chúng tôi muốn nói rằng có những nội dung về giám định thuộc về chức trách của người giám định thì họ lại ghi vào y như là cái đơn tố giác của một cái đối tượng họ đi tố giác người khác, thì họ giám định cái gì? Cái điều tôi không bao giờ không nghĩ được là cái nhà nước trả lương cho những vị giám định viên để rồi đi copy kết quả của những người tố giác, người ta lên tố giác, cơ quan chức năng thấy cảm thấy cái lời tố giác đó chưa chính xác, cần phải xem lại nội dung tài liệu và chứng cứ đó chưa có phù hợp, người ta mới nhờ có giám định để giám định vấn đề đó. Và nếu như cho là giám định thì cái vị giám định này họ phải công tâm khách quan. Cái người làm đơn có thể do cái này thâm thù, do cái cá nhân của họ, họ trích dẫn, họ cắt kép, cắt khúc ra, chúng tôi không chấp. Vì như như tôi, ví dụ tôi muốn trình bày trong cái vụ án đó thì có cái gì có lợi cho chủ chúng tôi trình bày, cái gì mà không có lợi lắm thì mình trình bày nhỏ nhỏ thôi, ít thôi, đó là những cái kỹ thuật bình thường. Còn ngược lại, ví dụ như khi mà viện xét bộ tội thì cái gì mà có chứng cứ rõ thì họ tung lên, còn những cái gì mà có vẻ lỡ tội thì họ cũng nhẹ nhẹ họ lướt qua. Thì chúng ta thông cảm nhau, đó là cái công việc hành nghề mỗi người đều phải có một cái bản năng là như vậy, kỹ thuật như vậy để mà chúng ta thực hiện. Tất nhiên nằm trong khuôn khổ là luật pháp cho phép. Thì ở đây như tôi nói là tôi thông cảm với họ, họ tố cáo mà, điều tôi tố cáo người nào tôi phải tìm những cái gì có hại cho họ tôi tố cáo, còn cái gì mà không có hại hoặc là không có lợi cho tôi thì tôi cũng ghi nhỏ nhỏ thôi mà tôi giấu đi. Bình thường cái chuyện đó là tôi chạy giao tranh cái chính sách như vậy, ngân sách nhà nước trả lương cho anh để anh thực hiện công việc như thế. Do đó khi anh thực hiện vụ anh phải công tâm khách quan. Ví dụ người ta nói ba câu, anh mở cái bản ra và bằng cái bản lãnh của anh, bằng cái chuyên môn của anh, anh xem cái đoạn mà giám định đó phải là ba chữ ba từ hay bốn chữ hay năm chữ và nói trong hoàn cảnh nào, rồi sau đó bằng cái sự khách quan anh sẽ là người đưa ra kết quả giám định. Ví dụ như người ta nói thế này, bỏ luật pháp vào bên, bỏ đạo pháp vào bên, như lại người ta cho rằng câu này là bán bổ Đức Phật, rồi xuống người ta không có tuân thủ đạo pháp, không tuân thủ luật pháp nè. Thì nếu một người giám định có lương tâm, có trách nhiệm, họ phải mở ra coi cái những cái từ nè được nằm trong cái câu nhân như thế nào, được nói độc lập hay là nói trong nằm trong mệnh đề dẫn nhập, hay là mệnh đề chứng minh, hay là mệnh đề phân tích. Và con nít nhìn vào cái đoạn clip này đều hiểu thầy ông nội muốn nói cái gì, chứ không phải ông chỉ nói đơn giản bốn chữ như vậy hay là bốn chữ như thế. Tôi xác định là một đứa con nít người ta vẫn hiểu, chứ không cần một cái chuyên viên. Thì không thể nào chúng ta lại cắt những lời đó ra y như cái lời tố cáo của người khác, rồi họ cho rằng như vậy là bán bổ Đức Phật, họ dùng những từ y như là ông Trần Ngọc Thảo tố cáo, vậy thì họ giám định cái gì? Các bạn nghe chưa? Thì trong cái giấy giám định là y hệt như cái những cái lời mà ông Trần Ngọc Thảo này tố cáo hết. Thì giống như là mình giống như nãy em nói vậy đó, là mình mà khi mà cái nhân chứng thì là không được qua ở chung với xe với người đó, là không được làm nhân chứng. Thì cái giấy giám định này đó là giống như một cái copy vậy. Cho nên hy vọng rằng là cái phúc thẩm, cái mà kháng cáo này sẽ đưa lên cấp cao hơn, và hình như là ngày 21 là kết án ha. Như vậy là mình còn có mấy ngày nữa thôi,
thì mình phải biết, phải coi coi cái sự mà kháng cáo này như thế nào. Tại vì họ có 15 ngày để mà kháng cáo. Thôi em cũng dài, cái video cũng dài quá rồi. Nói chung các vị luật sư này phải nói là rất là hay và chấp nhận đối diện với những cái bạo lực mà cái gì đó, cái thế lực bên ngoài, chẳng hạn như là những người mà mình không biết. Bây giờ là luật sư đang bị trong cái tình trạng mà bị cái nhóm, một cái nhóm nào đó, mà cái nhóm này đó là bao gồm rất là nhiều người, từ mà những người YouTuber cho đến những người mà giang hồ luôn nha các bạn. Cho nên các bạn cũng thấy trước khi mà bà Hằng kéo đến Thiền Am năm 2021 tháng 11 đó, thì trước khi đó là vào ngày 3 ngày mấy tây đó, thì có một người cầm mã tới chém Thiền Am, chém ngay cửa dầm gì luôn, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra, công an cũng không có điều tra, công an chưa có ra cái kết quả là cái người đó là ai nữa, mà camera quay là tất cả hoàn toàn như vậy. Thì các bạn nghĩ xem, chém mà lỡ như mà chém ngay người có người đó thì cũng bà lúc đó bà Cao Thị Cúc bà đi ra cái cửa kia, bà nhìn như cái người đó chạy tới hăm dọa nữa, thì cái đó đó là nếu như ở Mỹ đó là bị tù tội rồi các bạn. Cái người cầm mã đó chắc chắn là bị tù tội thôi. Nhưng mà các bạn biết gì không, ở bên phía cái nhóm mà chống đói đó, thì họ cho là cái đó là người của Thiền Am tự cầm mã chém lấy tự đi tự biên tự diễn đó các bạn, lúc nào họ cũng cho là như vậy cả. Nhưng người thực sự mà chém cái ngày đó là ai thì chỉ có họ mới biết thôi, phải không? Thì có nhiều chuyện lắm xảy ra đến Thiền Am, chẳng hạn có người quăng cục lửa gì vô đó rồi cho xe tông đôi nữa. Nhưng những cái chuyện đó, giờ có người đập bể camera nữa, những cái chuyện đó thì không có kết quả gì cả. Nói chung bây giờ cái kết quả trước mắt đó là mấy thầy trong Thiền Am đi vào tù tổng cộng 23 năm 5 tháng 6 tháng gì đó. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây nha, em phải đi rồi, nó hơi dài tí xíu. Cảm ơn các bạn nhiều lắm đã bỏ thời gian ra theo dõi cái video này. Em xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp nhé. Nhớ bấm like, bấm share và bình luận cho em biết luôn. Nhớ bấm luôn cái chuông để mà theo dõi luôn nha. Các bạn có cái chuông thì các bạn mới biết theo dõi những cái bài mới của em đăng lên. Thôi em xin hẹn các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye.